Một bao đầy này là bây giờ chú mang xuống đâu chú bán? Mang chỗ nhà làng. Mang xuống dưới làng bán hả? Nhà làng. À. Đi lúc rẫy. Nhà trong làng. Nhà làng. À. Mang xuống dưới làng bán. Đó. Cái này là chú khiêng đi xuống dưới làng chú bán hả? Không có đâu. À, đi bộ hả? Đi bộ. Dạ, bán một bao này là 15.000 hả? À. Thôi bây giờ con đổi cho chú cái bao này con lấy nha. Đó. Con bao này con lấy. À. Con đổi cho chú thùng mì. À. Được không? Được đi. Được luôn. Nó có tiền mua thuốc hút chưa? Con không có tiền, con đang đi bán đồ, con không có tiền, con chỉ có thùng mì con đổi cho chú thôi. Mình khổ, mình đi lụm chơi, đi lụm phân bò. Khổ là đi lụm phân bò hả chú? À. Dạ. Số bác Vlog mến chào cả nhà thân thương. Mến chúc cả nhà thân thương một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an bên gia đình và người thân của mình nha. Ngày hôm nay số bác lại dẫn cả nhà đi lên một cái vùng núi xa xôi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Đi lên trên này á, số bác tình cờ phát hiện thấy một hoàn cảnh của một ông cụ ở một mình, ở một cái nơi khá là vắng luôn cả nhà. Mình sẽ tạo một cái trend để thử ông cụ xem là như thế nào nha cả nhà. Hôm nay số mắc sẽ đi bán mì gói này, bán cá khô và bán vé số luôn nha cả nhà. Sẵn hồi sáng có mua mấy tờ vé số ủng hộ cho mấy người khuyết tật đó cả nhà. Thì số mắc có mua mấy tờ chưa dò nữa. Thì bây giờ mình vào mình thử bán vé số cho ông cụ xem sao nha cả nhà. Ông ở trong này nè. Mời cả nhà đồng hành với kênh Xuân Bắc Vlog trong tập video hôm nay nha. Không biết là ông cụ ở một mình ở trên này thì ông làm gì cả nhà. Mùa này thì bà con hay đi nhặt phân bò. Chắc là Xuân Bắc nghĩ thì ông cụ ở trên này cũng đi nhặt phân bò hoặc là trồng cái gì đó cả nhà. Ông ở trong cái rẫy sắn này của người đồng bào á cả nhà. Ông ở trong này. Không biết cái rẫy sắn này có phải của ông cụ không? Mình vào mình tìm hiểu nha. Vé số đi. Có ai đây không? Mình rao trước cho ông nghe thấy cả nhà. Hồi nãy đi vô từ xa xuống mắt rình rình á, thấy ông đang làm gì ở trong cái chòi á. Mình thấy cái chòi của ông cũng rất là rách nát luôn cả nhà. Cho nên là số bác quyết định vào xem là hoàn cảnh của ông như thế nào, gửi đi những cái hình ảnh cuộc sống của ông cụ cũng như là những cái hình ảnh cái căn chòi của ông cụ gửi đến cả nhà nha. Không biết đường đi luôn đây nè. Vé số đi, vé số đi. Mì gói cá khô đi. Ủa đường nào ơi? Đây. Đi đường này vô cả nhà ơi. Rồi, vô đây rồi. Đó, ông cụ ở trong này cả nhà. Đó. Con chào chú. Dạ. Chú đang làm gì đây vậy? Hả? Chú làm gì đây vậy? Làm rẫy. Dạ. Cho con đeo cái này cho chú tí nha. À. Chú ơi cho con hỏi thăm chú tí, chú tên gì chú? Tên Quân. Chú Quân hả? À. Chú Quân. Quân. Dạ. À. Táo Quân đó đúng không? À, cà ta Quân. À. À. Chú có xem Táo Quân bao giờ chưa? À. À. Chú năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Không biết đâu. Mẹ chết hết rồi. Dạ. Mình không biết. Không biết tuổi luôn. Biết đâu. À. Con nhỏ này, nhỏ bên cái bên này này. Từ nhỏ xíu vậy hả? Chết hả? Chết là nhà chết. Nhà chết hết.
Nhà chết hết hả? Ờ. Chú ở đây một mình hả? Để có một mình thôi. Ờ. Chú ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Ờ, lâu rồi, mới lúc giải phóng. Lúc giải phóng tới giờ luôn? Ờ. Dạ. Hôm nay con lên đây con đang đi bán mì gói này. Ờ. Rồi bán cá khô này, bán vé số nữa. Ờ. Chú mua vé số ủng hộ con nha. Ờ. Chú có tiền không? Không có tiền. Không có tiền sao mua vé số? Không có tiền. Không có đồng nào hả chú? Không có đâu. Chú mua mì gói ủng hộ con đi để dành anh. Đang đi Hoover phân bò nè. À, chú đi nhặt phân bò ở đây hả? À. Đâu cho con coi cái bao phân bò của chú tí coi. Đâu đi ra đây chú. Chú đi với con ra đây. Trời ơi, chú ở đây lâu lắm rồi cả nhà. Từ hồi giải phóng tới giờ luôn. Chú ở trên này. Chú tên là chú Quân cả nhà. Cái này là cái bao phân bò hả chú? À, phân bò anh có tiền mua thuốc hút là cô. Không có tiền mua thuốc hút. À, anh có bột ngọt, anh có cá, có bột ngọt, có muối ăn cho. Không có bột ngọt, không có cá, không có muối ăn luôn. À, chứ. À, đi nhặt phân bò để có tiền mua. À. À. Đi lụm phân bò. À. Đi lụm. À. Đi lụm mà chú gọi là đi lúng á cả nhà. Đi lúng á, đi lúng là đi lụm á. Là cái từ địa phương mình gọi như vậy chú ha. À. Dạ. Chú ở một mình trên này thôi hả? Dạ, một mình. Ồ. Cái mùa này khá là lạnh luôn đó chú. Chứ nhà lăng. Nhà lăng đi cho cháu đi học. Dạ. Cho ama. Gió nó mạnh như vậy nè. Mùa này chú lạnh không? Lạnh chứ. Chú ở trên này có lạnh không? Lạnh. Gió dữ hả chú? Gió đâu. Mấy ngày nay gió lạnh dữ chú ha. Ừ. Ôi, lâu. Dạ. Sáng giờ chú có đi nhặt phân bò không? Hay là mới nhặt một bao này rồi để dành? À. Chú mở cái bao này ra con coi tí được không chú? Phân bò này cứ... Chú mở ra con xem tí nha. Đây như là... 15 à. 15 ngàn. 15 ngàn. Cái này chú bán được bao nhiêu? Bán 15 ngàn. 15 ngàn hả? À. Con mở ra, chú mở ra con coi tí được không? Để đi. Cả nhà xem cái bao của chú này, anh Đồng quay gần vô cho cả nhà xem cái bao phân bò chú nhặt. Cái này chú phơi khô chưa? Khô rồi. À, phơi khô rồi. Khô là đi lụm. Đi lụm. À. Dạ. Không có tiền mà. Không có tiền đi lụm phân bò là đây là cái bao phân bò của bà con người đồng bào này cả nhà. Họ đi nhặt, họ phơi khô. Đó, bây giờ nó khô lắm rồi. Khô. Một bao đầy này là bây giờ chú mang xuống đâu chú bán? Bán chỗ nhà làng. Mang xuống dưới làng bán hả? Ờ, bán nhà làng. À. Đi lúc rẫy. Nhà trong làng. À, nhà làng. À. Mang xuống dưới làng bán. Đó. Cái này là chú khiêng đi xuống dưới làng chú bán hả? À, có bằng đâu. À, đi bộ hả? À, đi bộ. Dạ, bán một bao này là 15 ngàn hả? À. Thôi bây giờ con đổi cho chú cái bao này con lấy nha. Đó. Con bao này con lấy. À. Con đổi cho chú thùng mì. À. Được không? Được đi. Được luôn. Nó có tiền mua thuốc hút chưa? Con không có tiền, con đang đi bán đồ, con không có tiền, con chỉ có thùng mì con đổi cho chú thôi. Mình khổ, mình đi lụm chơi, đi lụm phân bò. Khổ là đi lụm phân bò hả chú? À. Dạ. Ngoài cái công việc mà lụm phân bò ra đó, chú còn làm cái công việc gì để kiếm tiền được không? Đi kiếm tiền không có đi đâu, đi làm công không biết đâu. À. Già rồi mà. Già rồi đi, không biết làm gì. À. Đi bà đi lụm phân bò thôi. À. Rồi chú cột cái bao phân bò lại đi. Cột lại đi chú ha. À. Dạ. Chú ở trên đây khá là lâu rồi cả nhà. Chú không nhớ tuổi của chú bao nhiêu luôn. Gia đình chú thì hồi nãy chú vừa mới chia sẻ với Xuân Bắc là gia đình của chú mất hết người thân rồi. Chú ở trên này một mình. Chú nhớ là chú sinh năm bao nhiêu không chú? Mình không biết đâu. Không biết luôn. Ờ, không biết. Dạ.
thế là chứng minh là chỗ nhà nhà làng có chứng minh. Dạ rồi chú cháu mình đi ra đây trò chuyện xíu chú ha. Số mắt mời cả nhà tham quan qua cái căn chòi của chú một chút xíu nha. Ở trên này thì số mắt thấy là chú có hai cái chòi chú ở cả nhà. Chú ơi chú đứng đây con tí nè. Nhưng mà căn chòi của chú là không có vách luôn, không có vách che gì luôn, chỉ có ở trên là có cái mái lá thôi. Chú nằm ở đây chú nghỉ ngơi hả? Nè cái võng nằm đây mong mình à. Tối là chú ngủ ở đâu? Ngủ mình đi tối ngủ đây luôn nằm trên cái võng này ngủ hả chú? Khổ quá. Khổ quá hả? Trời ơi đâu chú lên võng chú nằm con coi thử tí chú. Chú nằm qua là chú nằm chú ngủ sao nào? Chú đi từ từ. Đau quá à. Đau hả? Đau lưng hay sao chú? Đau lưng này nè. À đau gối hả? Gối. Trời ơi tội vậy. Dạ rồi mà đau lúng tung lung tăng hả? Đây là cái chỗ chú nằm ngủ á cả nha. Là chú nằm vậy chú ngủ hả? Ngủ trưa tối gì cũng nằm đây ngủ hết. Cả nhà xem là cái sàn của chú nè, đây là những cái cây tre đó mà chú để như vậy không à, không có đóng đinh gì luôn. Không. Nè. Đó. Chú để không như vậy luôn cả nhà. Rồi cái nệm này là nệm của ai chú? Nệm Ama. Con leo lên được không? Có sập không? Sập được chưa? Sập luôn hả? Được chưa? Chú kêu là leo lên được, không có sập. Ở đây con thấy có mấy cái trái bí bự bự nè. Bí này là đâu ra chú? Bí rễ bên này. À. Chú ở trên này là chú trồng bí xung quanh cái chỗ mình ở đây. Là chú trồng chú lấy cái anh hả? Cái này mình trồng lấy cái anh là mình có bán không chú? Không bán đâu. Không bán hả? Cho dành ăn. Bây giờ ăn đâu. Bây giờ tặng cho con hai trái này được không? Không. Không tặng hả? Tặng một cái. Tặng một trái thôi hả? Tặng trái thôi. Dạ. Không có tặng hai trái, sao không cho con hai trái luôn chú? Để dành hả? Để dành đi hút, để cho tông lại. À, chú để dành để chú bán kiếm tiền mua thuốc hút hả? Không có bán đâu. Không bán đâu? Không bán là cho nó canh ăn xong là đi hút cho canh đi là tia lại hút này tia à. Chú nói gì sao mắt nghe chưa hiểu luôn cả nhà hả? Đi trồng lại chú để dành cái hạt toàn lại suy nghĩ hồi mới hiểu cả nhà. Có nghĩa là chú để dành chú ăn xong là cái hạt là chú đi chú trồng lại. Có nghĩa là ở đây chú cũng biết sử dụng cái hạt đó cả nhà để chú tạo lên cái ăn mới sau khi mà chú thu hoạch. Còn cái bắp này chú? Bắp bên này. Trời ơi bắp gì hư hết rồi. Hư có rồi. Ít về thôi hả? Hết ra. Trời ơi. Cái này chú ăn đó hả? Bắp này chú ăn đúng không? Ở trên này mình có nuôi gì trên này không chú? Nuôi hả? Có nuôi gì không? Có nuôi gà, nuôi bò, nuôi gì không? Không. Chơi nhà làng. Đi nhặt phân bò. Bán với làng thôi. Nhà làng mà. Dạ. Đi mà rễ đi phân bò thôi. Hồi nãy chú nói với con đó là nhà chú mất hết là như thế nào chú? Chú nói con thử coi. Là mẹ chú mất hả? Mất. Rồi ba mẹ chú mất hết. Ba mẹ chết hết. Chú không nhớ là chú bao nhiêu tuổi? Mình không nhớ nữa. Không nhớ nổi.
Rồi chú có vợ con gì không? Vợ là mình không biết đâu, mình không đi học đâu, mình từ trường Mỹ á, giờ không biết đâu. Không biết gì hết. Giờ không là lệ. Con hỏi chú là chú có vợ có con gì không? Cũng có chứ, mà con nhà làng. Nhà làng đi con ở nhà dưới làng đi học. Đi học hết. À đi học hết. Còn vợ chú đâu? Vợ nhà làng. Ở nhà dưới làng. Ờ. Sao chú không về làng? Mình với cái mình đi chứ. Đi nhà làng chứ, mà đi phân bò cái đa. À đi nhặt phân bò. Không có tiền. Có tiền mới về. Về có phân bò mà về. Đi nhặt phân bò kiếm tiền. Có tiền, không có tiền hút và có suất hút. Dạ. Này. À. Hết rồi. Tối là chú ngủ đây một mình. À. Dạ. Khi nào mà nhặt phân bò, có phân bò nhiều, mùa này phân bò nhiều không chú? Chưa có chù, có chù là có. À. Bây giờ trong người chú có đồng nào không? Không có tiền đâu. Không có tiền luôn, không có đồng nào hết. Không. Dạ. Không có đồng nào hết rồi sao chú mua chú ủng hộ con được? Lấy phân bò. Lấy phân bò đổi hả? Lấy bột ngọt, lấy cá, lấy mắm. Con đâu có bột ngọt cá mắm gì đâu. À. Con chỉ có cá con chỉ có cá với mì gói thôi. Có vé số chú mua ủng hộ con thì con bán vé số cho chú. Chú mua đi biết đâu chúng đặc biệt sao? Dạ. Dạ rồi không biết. Không biết luôn. Dạ. Còn cái nệm này là chú nằm luôn hả? Dạ. Chú chạy đâu chú nằm? Nằm đây. Nằm tay, cái chòi bên kia. Tay bên kia, tay này không được, tay này. Cái này cũng được, cái kia bên kia cũng được. Hai cái mà. Hai cái. Dạ. Cái này trên này là chú làm mấy cái chòi này lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Lâu rồi. Tự chú làm hay sao? Tự làm. Tự làm luôn. Trời ơi. Có một mình ở trên này. Chú ở dưới làng là mình không có làm gì để kiếm tiền được hả chú? Không có đâu, không có. Dạ. Tiền đâu. Chỉ có con cái đi học thôi. Con chú lớn chưa? Lớn rồi mà. Đi học và ai à? Chú có mấy người con? Ba con. Trai gái? Trai gái. Ba con là hai trai. Hai trai. Một gái. Một gái. À vậy là trai, nếu mà trai lớn là đi bắt vợ ha? Rồi ở bên vợ hả? Không, đi học hết. À nó còn nhỏ đi học hết. Chú không nhớ tuổi, cũng không nhớ năm sinh của mình hết cả nhà. Nhưng mà sau mắt nhìn chú thì đoán chú thì cũng vào khoảng 60 á. Vào khoảng năm mấy 60 á. Cũng tầm đó cả nhà. Cũng cỡ năm mấy 60 tuổi. Sáng giờ chú ăn gì chưa? Chưa ăn. Chưa ăn gì hả? Cái bữa cơm hàng ngày chú ăn là cái bữa ăn hàng ngày của chú là chú ăn cái gì? Ăn bắp. Ăn bắp không hả? Răng bắp này. Lấy bé lấy tê đủ nướng ăn bắp. Lá đu đủ. Ăn với bắp. Lá đu đủ chú hái ở đâu? Lá đu đủ mình chưa dưới sông. Ở dưới sông hả? Dưới suối hả? Suối bên kia. Có suối ở đây hả? Có. Chú lấy nước uống à? Chú lấy dưới suối luôn hay sao? Đường này. Đi xuống suối. Từ đây xuống đó xa không? Không xa đâu. Không xa hả? Vậy là chú ở gần cái nguồn nước suối. Dạ. Mình lấy nước suối mình sinh hoạt luôn. Dạ. Rồi.
Cái mùa này con thấy gió dữ là. Dạ. Chú nằm đây chú không lạnh hả? Không có lạnh. Tối là mũi nó có cắn chú không? Không. Không luôn. Cái chòi sao chú không làm mấy cái vách cho nó che nắng che mưa. Che mưa. Rồi mưa nó có tạt vô không? Có đâu. Không tạt hả? Mưa này mà chú kêu không tạt à? Chú nó xạo con đúng không? Hả? Chú nó xạo con đúng không? Có đâu. Nãy giờ chú có xạo con gì không? Không hả? Ừ. Chứ chú kêu cái này mà mưa không tạt luôn. Chứ cho con thấy mà cái này mà mưa là nó tạt dữ á. Tạt cho là về gió mà. À. Mưa nào mà có gió, mưa ấy nó mới tạt đúng không? Ừ. Còn mưa mà thẳng xuống là nó không tạt đúng không? Thẳng xuống. Ừ. Thì gió là có chứ. À, có gió mới tạt. Ừ. À. Không có hiểu ý chú nói cả nhà. Rồi chú cháu mình qua cái canh chòi bên kia con tham quan tí nha. Yeah. Dạ đi chú. Tí là con xin chú trái bí con về nha. Yeah. Dạ. Về cái xóa hổ. Chú cho con rồi đúng không? Cho con là của con nha. Chú có đổi ý không? À? Chú có đổi ý không? Cái trái bí á. Lấy đi. Lấy đi. Lấy à, tặng cho thằng trái. À. Dạ. Cái này là chú che mưa đây đúng không? À, che mưa đây. À, đây cả nhà. À. Đây. Đấy, bây giờ mới ngó thấy cái này chú che mưa nè. Chú căng ra con coi coi, chú căng ra coi. Đấy. À. À, là mưa là chú che như thế này. Ừ. Tối chú ngủ chú có che lại vậy không? À, ngủ bên kia. À, là chú che vậy chú ngủ. Ừ. Có một cái vách này thôi hả? Ừ. Bên kia có che không? Không có. Bên kia không che? Ừ. Không có màn che hay sao? Không có cái miếng này để che đúng không? Ừ. À. Khổ quá mà. Khổ quá hả? Ừ. Quá khổ luôn chứ khổ quá gì nữa chú, đi qua đây chú. Có một bao phân bò đó thôi hả chú? À, kêu một bao thôi. Chú một cái bao, chú đứng đây với con nói chuyện với chú tí coi. Một cái bao phân bò như vậy á là chú nhặt trong bao lâu? Ừ, hai ba gùi. Ba gùi. Ba gùi. Mới được một bao phân bò. À, một bao là, ba gùi. Là chú đi nhặt cái phân bò đang còn ướt đó đúng không? À. Xong rồi về chú phơi hả? À. Chú phơi ở đây luôn hả? Ờ, à, phơi. À, phơi ở sân này luôn. À. Là ba cái gùi là được một bao như vậy. À. Một bao như vậy gắn về làng bán 15 ngàn. À. À. Rồi 15 ngàn đó chú làm cái gì? Làm lê mua bột ngọt. Mua bột ngọt. Mua mắm cá. Mua mắm cá. À. Lâu rồi chú có ăn cá không? Có chứ. Có ăn cá hả? Có ăn chứ mà là... Có, không có hàng. Con hỏi chú là bao lâu rồi chú chưa ăn cá? Cá hả? Dạ. Bao lâu rồi chú chưa được ăn cá? Ăn chứ. Không. Con biết là chú ăn cá rồi, nhưng mà ý con hỏi là bao lâu rồi chú không có tiền mua cá ăn? Không có tiền mua cá ăn chứ. À, không có tiền mua cá ăn. Còn có cá là chú vẫn ăn. Ừ. À, chú không phải chú chê. Dạ. Rồi thôi con tham quan cái căn nhà này của chú tí nữa nha. À. Ở đây đúng ra là hai cái chòi cả nhà, nhưng mà chú là chú ở luôn trên này rất là lâu rồi, từ hồi giải phóng tới giờ, cho nên là coi như là đây cũng là cái nhà của chú rồi nha cả nhà. Đó, mình đi vào mình tham quan nha, mời cả nhà theo sân bắc qua bên này. Cái gùi này là chú đi nhặt phân bò bằng cái gùi này hả? À, ba gùi nè. Ba cái gùi này. Ừ. Dạ. Chú nhặt phân bò bằng cái gùi này nè cả nhà. Chú đi nhặt phân bò gần đây không? Gần đây hả? Gần nhá. Úi dồi ôi, gió quá cả nhà ơi. Gió này nó thổi muốn bay người của sân bắc đi luôn á. Ừ. Chú ơi, ở đây con thấy có cái miếng che. Cái miếng này là chú cũng che giống như bên kia đúng không? Ừ. Là khi mà chú nằm là chú che lại đúng không? Dạ. À, bên kia cũng có một miếng. Ừ. Coi như là cái chòi này có hai miếng che. Ừ. Dạ.
Đây có cái miếng tre nè cả nhà. Khi mà chú nằm mà ấy mưa là chú thả xuống chú tre để chú tránh mưa. Cái này cái sàn ở đây á, số mắt thấy nó cũng mục lắm rồi nè cả nhà. Đó, rất là mục luôn rồi. Số mắt leo lên trên nha cả nhà. Cái chòi này của chú nó đó, nó ọp ẹp quá. Số mắt vừa mới nghe cái tiếng rắc. Là gãy rồi. Dạ. Rồi, số mắt phá chòi của chú luôn rồi cả nhà. Ơi, cái chỗ này sao nó nguy hiểm á chú? Không có đâu. Trời ơi, con đứng mà nó muốn gãy là con rung chân luôn nè. Không có đâu. Giống như nó mục quá cả nhà. Đây nè. Hồi nãy chú nói với con là chú ở đây từ hồi giải phóng tới giờ. Dạ, cái chòi này là chú tự dựng trên này chú ở luôn. Dạ. Dạ. Sao chú lại lên trên này chú ở xa xôi dữ vậy chú? Mình không ở dưới làng với con cái luôn. Dạ. Cứ nhà làng cứ một cái nhà làng thôi. Để cho con cái ở. Con cái. Nhỏ quá mình không ở được hay sao chú? Nhỏ quá. Với lại ở dưới làng chú không biết làm việc gì hả? Không biết rồi. Lên trên này nhặt phân bò bán vậy thôi. Lấy phân bò bả rồi làm ăn bảy bà thôi. Hồi nãy con đi vào cái đường con đi vào á là con thấy cái rẫy sắn. Sắn đó là chú trồng á hả? Của chú hay của ai? Không, nhà bên kia. À, của người khác nữa. Người khác. À. Người khác. Như là mới rễ mừng bên đây, bên đây. Xong mình xong suy à. Xong rễ à mà. Dạ. À mà đi không nuôi đi đi phát nữa. Già rồi đi phát. Đi làm rẫy không nổi. Không nổi nữa. Chỉ đi nhặt phân bò thôi. Đi phân bò bơi ba thôi. Những cái mà cái đống ở dưới chú đang để ở đây là mền hay là quần áo hay như thế nào chú? Có áo nè, mền nè, ghế nè. Gối luôn. Dạ. Cả nhà ngó qua cái canh chòi của chú Thiếu nè. Cái canh chòi bên này nó cũng không có vách luôn nha cả nhà. Không có vách che gì hết luôn. Đó. Góc bên này thì số mắt thấy là có một cái miếng mền đó. Thì chú che cái vách bên này lại. Giống như ở bên kia vậy đó. Còn quần áo của chú là chú phơi ở đây. Đó. Lâu lâu cô lên đây với thăm chú hay sao đây? Có quần áo của cô nè. Hay là đồ chú mặc? Đồ chú mặc luôn hả? Tới đi tắm lúc tìm thầy. Con cái chú rồi vợ chú có hay lên đây với chú không? Đây đi chứ. Cũng có lên hả? Không có lên. Không lên? Chiều lên. Dạ. Tới đá lên. À, tối lên tí rồi về. Lên thăm chú là về hả? Về đi học hả? Mình không học đâu. Mình già rồi không học. Mình già rồi không học. Dạ. Con đâu có kêu chú học đâu. Con kêu con của chú á. Con khác. Con bé này đi học. Dạ. Là ba đứa con là còn đi học hết. Hết. Dạ. Cô ở dưới làng cô làm gì chú? Chú hả? Cô á, vợ chú á. Chú con bé nhỏ nhỏ mình lên đây. Chú không nghe được tiếng kinh hay sao cả nhà? Số mắt hỏi một đường là chú nói nó cũng không có đúng cái câu hỏi mà số mắt đang hỏi chú á. Để số mắt hỏi lại lần nữa xem sao nha. Chú ơi. Dạ, con hỏi chú á là vợ chú á. Vợ hả? Dạ, vợ chú là cô làm gì dưới nhà? Vợ chú làm gì dưới làng? Nhà làng cứ đi là
con làm thêm rễ, không có rễ, lúa ruộng. Đi làm thuê hả? À, thuê làm con. Làm công? Ừ. À, làm công là nuôi con, ở với con dưới làng. Ừ. Dạ. Cái nhà dưới làng là mình được nhà nước trao tặng hay là nhà như thế nào chú? Ừ, tặng. Nhà nước tặng hả? Ừ, tặng. À. Ok. Mà nhỏ quá là chú không ở được. Ừ. À, chú để cho vợ con ở dưới làng, chú lên trên này ở từ hồi tới giờ. Ừ. Chú ở trên này là chú có nhớ vợ con không? Nhớ nữa. Nhớ hả? Tôi biết nhớ. Dạ. Chỗ này là chú để chén bát chú nấu cơm á hả? Hả? Này, đốt lửa này này. À, đốt lửa ở bên này. Ờ, chưa đốt. Rồi nước chú sinh hoạt đâu, con không thấy nước. Ờ. Nước chú để trong cái can đó hả? Can này. Nước uống hả? Chú uống bằng nước đó hả? À. Nước đó chú lấy ở đâu chú uống? Này này, nước này, đường này này. À, lấy dưới suối hả? Ừ. Cho con coi cái can nước xíu chú. À, cái can nước của chú này, cả nhà thấy này. Ở trong nó đóng rêu luôn cả nhà. Chú có một cái can nhỏ này thôi hả? Ừ, một can thôi. Có một cái can này thôi? Ừ. Dạ. Chú ơi, chú qua bên đây con hỏi thăm tí là chú. Đây là những cái nồi chú nấu chú ăn hả? Ừ. Rồi chú có rửa không? Chưa rửa. Chưa rửa hả? À. Chú rửa bằng cái gì? Rửa bằng tay. Chú rửa nước không hay là chú có rửa xà bông gì không? Không. Xà bông không có tiền mua. Không có tiền mua hả? À. Rửa bằng nước không thôi. Ờ, nước không. Rửa bằng tay. À, bằng tay. Dạ. Mặt dục đậu. Chú làm cái gì đó? Dạ, thuốc khớp. Khớp hả? Ừ. Cái lá thuốc khớp hả? Là thuốc. Chú lấy cái lá đó làm gì? Hút thuốc hả? À. À. Cả nhà thân thương. À, xin mắc mời cả nhà thân thương nhìn qua lại cái khu vực chú Quân ở một chút xíu nha cả nhà. Ở phía đằng sau lưng chú á, là cái canh chòi đầu tiên. Một cái canh chòi mà chú cũng dựng khá là lâu rồi cả nhà. Nó không có vách che gì hết. Ở trên chỉ là một cái mái mái rơm, mái lá che mưa, che nắng. Còn xung quanh đều là vách trống và có hai cái mền che thôi. Cái căn chòi này của chú thì số mắt thấy cũng rất là sập sệ rồi cả nhà. Còn phía đằng xa bên kia, cái căn chòi bên chỗ này cũng là một cái căn chòi không vách luôn. Và căn chòi bên đó thì chỉ có một cái mền che thôi. Đó, hai căn chòi là chú ở đây. Cái công việc của chú thì hàng ngày là chú đi nhặt phân bò thôi. Để chú phơi, chú bán, kiếm tiền. Hồi xưa thì chú chia sẻ là chú đi làm rẫy mà bây giờ không còn sức khỏe nữa nên chú không làm nổi. Bây giờ sức khỏe không có, không làm được rẫy nữa hả chú? Sức khỏe lắm, 73 để tiêu bắp bên này. Dạ. Yeah. Bắp này. À, bắp chú trồng nhỏ nhỏ gần gần đây hả? À. À. Bây giờ Xuân Bắc sẽ theo ông cụ ra cái chỗ mà ông cụ lấy nước uống. Xem là cái chỗ ông cụ lấy nó có gần đây không nha cả nhà. Và cái nguồn nước ông cụ lấy nó như thế nào này.
trên tay của ông cụ thì chỉ có một cái can nhỏ thôi, nhưng mà bên trong cái can á, nó cũng rất là rêu, nó bám rất là nhiều quá cả nhà. Gió lớn quá chú ha. Ừ. Đây là cái con đường mòn đi ra cái khu vực mà chú lấy nước uống cũng như là nước sinh hoạt luôn nha cả nhà. Chú lấy nước ở đây á hả? Ừ. Nước rồi. Chú lấy nước ở chỗ cái mương nhỏ này cả nhà. Cái mương này xuống biết không, xuống mắt cũng không biết là nước nó chảy từ đâu về đây nữa. Thấy thường bà con miền núi quá cả nhà. Họ sống như thế này này, cái cuộc sống của họ uống bằng cái nguồn nước như thế này luôn. Cái nước này chú lấy về á, chú có nấu lên không? Nấu chứ. Khi mà chú uống là chú có nấu lên chú uống không? Uống có. Nấu lên hả? Không nấu. Không nấu hả? Không. Để về uống luôn. Ừ. Sao chú không nấu lên chú uống cho nó bảo đảm sức khỏe hơn chú? Nấu nấu cái canh này này đủ đủ á. À, nấu cái cây đu đủ đây hả? À. À. Ăn bậy bạ đó. Ăn bậy bạ vậy thôi. Nhìn cái dáng người của chú á cả nhà. Cả nhà thấy thì cái dáng người của chú khá là nhỏ luôn. Chú lấy nước ở đây á hả? Ừ. Nước rồi. Chú lấy nước ở chỗ cái mương nhỏ này cả nhà. Cái mương này xuống biết không, xuống mắt cũng không biết là nước nó chảy từ đâu về đây nữa. Thấy thường bà con miền núi quá cả nhà. Họ sống như thế này này, cái cuộc sống của họ uống bằng cái nguồn nước như thế này luôn. Cái nước này chú lấy về á, chú có nấu lên không? Nấu chứ. Khi mà chú uống là chú có nấu lên chú uống không? Uống có. Nấu lên hả? Không nấu. Không nấu hả? Không. Để về uống luôn. Ừ. Sao chú không nấu lên chú uống cho nó bảo đảm sức khỏe hơn chú? Nấu nấu cái canh này này đầy đủ á. À, nấu cái cây đu đủ đây hả? À. À. Ăn bậy bạ đó. Ăn bậy bạ vậy thôi. Nhìn cái dáng người của chú á cả nhà. Cả nhà thấy thì cái dáng người của chú khá là nhỏ luôn. Rồi chú ơi. Chú Quân ơi. Ừ. Bây giờ chú cháu mình trao đổi hàng hóa nha. Bây giờ con trao đổi với chú. Con gửi chú bịch cá, thùng mì. À rồi con lấy bao phân bò, con lấy trái bí. Được không chú? Ừ. Được luôn. Coi như là bây giờ cái bao phân bò này của con này. Ừ. Nha. Con mang về làng. Ừ. Con bán. Con bán được có tiền rồi, rồi hôm sau con trở lại con thăm chú rồi con gửi cho chú. Ừ. Chú thấy được không? Được. Dạ. Yeah. Cả nhà thân thương, hôm nay đi thì số mắt cũng không có mang theo quà gì nhiều hết cả nhà. Số mắt chỉ có mang theo như thế này.
để mà mình đi, mình tính là tạo những cái trend để mà thử thách bà con miền núi thôi. Thôi bây giờ con cũng gửi cho chú một bịch cá. Cá này là cá cơm khô 1 kg nè chú. Dạ. Chú ăn nha. Dạ. Rồi con gửi thêm cho chú một thùng mì ba miền nè. Dạ. Có quà chú vui không? Vui. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Hồi nào giờ có ai tặng quà chú không? Giờ kia. Có hả? Không có. Không có hả? Không có. Dạ, không có mà chú gật đầu. Dạ. Hỏi gì chú cũng gật đầu. Chú nghe không rõ hay sao á? Chú nghe tiếng của con không rõ hả? Không có rõ. À. Chú nghe tiếng kinh không rõ đúng không? Kinh không có rõ. À, dạ. Rồi thôi con gửi chú thùng mì chú nha. À. Dạ. Rồi. Bây giờ là con xách cái bao này về. Dạ. Con gẹo chú thôi chứ chú cất cái bao này đi, khi nào chú về làng thì chú mang đi chú bán nha chú. À. Dạ. Bí thì chú để lại chú ăn nha. À. Dạ. Rồi con gột lại cho chú nha. Ừ. Cả nhà thân thương, đó là hoàn cảnh của chú Quân. À, người đồng bào Rắc Lây, chú sống ở trên cái miền núi xa xôi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Thì hôm nay số bác tình cờ và có duyên với chú tới đây để tìm hiểu cuộc sống của chú nè, qua màn ảnh nhỏ những cái hình ảnh của chú chia sẻ lên cho quý vị khán giả ở khắp mọi nơi biết đến cuộc sống của chú. Chú cháu mình chào khán giả cái nha chú. Ừ. Chú nhìn qua màn ảnh nhỏ nè, chú chào khán giả với con nha. Ừ. Tạm biệt cả nhà nha. Ừ. Dạ.